Cập nhật tình hình xung đột Nga-Ukraine, Kiev đầy hy vọng với lực lượng được coi là yếu tố thay đổi tình thế từ Pháp. Tuy nhiên, thực tế trên tiền tuyến đã chỉ ra nhiều thách thức mới cho Kiev. Trong những nỗ lực củng cố thêm lực lượng, nhiều thông tin cho thấy Ukraine có thể đang dùng Mỹ nhân kế để thu hút nam giới tham gia nhập ngũ. ngờ Hà Lan cho phép Ukraine sử dụng máy bay F-16 tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga, lăn danh đỏ bị thách thức, phản ứng từ Moscow ra sao? Tình hình tại Trung Đông đang ngày càng diễn biến căng thẳng khi Israel tung bằng chứng hạ sát thủ lĩnh Hamas tại Liban. Các quốc gia phương Tây đã thể hiện những phản ứng trái chiều cũng như bày tỏ lo ngại xung đột trong khu vực phức tạp hơn. Song song với đó, kịch bản Israel tấn công đáp trả Iran cũng là một vấn đề khiến cộng đồng quốc tế lo lắng. Tel Aviv tiếp tục tỏ ra cứng rắn khi tuyên bố chốt xong kế hoạch với Tehran. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong bối cảnh gặp nhiều thách thức trong cuộc xung đột với Nga, Ukraine hiện đang đặt kỳ vọng vào lữ đoàn Anna of Kiev được huấn luyện tại Pháp có thể đảo ngược được tình thế. Tuy nhiên, chính chuyên gia quân sự Pháp cũng như tình hình thực tiễn trên tiền tuyến cho thấy nhiều vấn đề trong kế hoạch này của Kiev. Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron vừa qua đã đến thăm trại huấn luyện và giữ lễ khai mạc khóa đào tạo mới dành cho binh sĩ Ukraine đặt tại phía đông nước Pháp. Theo thông cáo của Văn phòng Tổng thống Pháp, trại huấn luyện cho binh sĩ Ukraine được đặt tại vùng Grand East, nằm ở phía đông nước Pháp, gần về phía biên giới nước Đức. Trại này được thiết kế để mô phỏng điều kiện thực chiến tại Ukraine nhằm giúp các binh sĩ có thể chiến đấu hiệu quả ngay sau khi hoàn thành khóa đào tạo. Khóa học kéo dài 2 ngày với 2.300 binh sĩ thuộc Lữ đoàn 155 của Ukraine tham gia, tập trung vào công binh, pháo binh, giám sát và trinh sát trên không, dưới sự huấn luyện của lực lượng lục quân Pháp đây còn được gọi là lữ đoàn pháp của quân đội ukraine với cái tên anna of kiev tổng thống pháp trong bài phát biểu gần đây đảm bảo binh sĩ lữ đoàn anna of kiev sẽ được huấn luyện và trang bị đầy đủ bậc nhất song song với đó các trang thiết bị hiện đại mà lữ đoàn sử dụng sẽ được vận chuyển tới tiền tuyến khi các binh sĩ của anna of kiev tham gia chiến đấu lữ đoàn này được kỳ vọng là sẽ làm nên chuyện trong bối cảnh xung đột nga ukraine đang diễn ra với nhiều bất lợi cho phía kiev Mặc dù vậy, mới đây, Đại tá quân đội Pháp đã nghỉ hưu, cựu cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, ông Alen Kovets, đã đưa ra một vài nhận xét đáng lưu ý liên quan đến lữ đoàn Anna ở Kiev. Cụ thể, chia sẻ với hãng thông tấn TASS của Nga, ông Kovets cho biết, lữ đoàn cơ giới số 155 của lực lượng mặt đất Ukraine do Pháp huấn luyện và trang bị sẽ nhanh chóng bị đánh bại trong các trận chiến chống lại quân đội Nga. Đại tá Kovets nhấn mạnh, lữ đoàn này sẽ không thay đổi được cục diện cuộc xung đột và sẽ bị tiêu diệt bởi pháo binh và sức mạnh vũ khí của Nga. Hơn nữa, trong những trận chiến như vậy, đơn vị trên cũng chưa có được ưu thế quyết định đến từ trên không. Theo ông Kovets, vũ khí do Pháp cung cấp mà lữ đoàn nhận được về cơ bản là tốt, nhưng chúng vẫn chưa đủ và không phù hợp để chống lại quân đội Nga giàu kinh nghiệm hơn nhiều. Để đơn vị trên hoạt động hiệu quả, Pháp cần phải tiến hành vũ trang cho quân đội Ukraine, thậm chí tới một binh đoàn binh chủng hợp thành hoàn chỉnh, bao gồm cả lực lượng phòng không và không quân. Từ những gì đang xảy ra trên tiền tuyến, có thể thấy vũ khí của Pháp viện trợ cho Ukraine vẫn chưa thực sự phát huy được hết công dụng. Nhiều trường hợp đã bị Nga loại bỏ khi vừa xuất hiện. Điển hình là Seja, pháo tự hành lừng danh của Pháp đang được quân đội Kiev sử dụng. Mới đây, theo hãng thông tấn quốc phòng Tây Ban Nha Infodefensa, 4 trong số 67 khẩu pháo tự hành Seja được Pháp chuyển giao cho Ukraine đã bị Nga phá hủy. Ngoài 4 khẩu bị phá hủy thì còn 3 khẩu pháo Seja khác được báo cáo là bị hư hại, mặc dù nguyên nhân chính xác không được tiết lộ. Các đơn vị pháo tự hành này nằm trong số các hệ thống vũ khí hạng nặng đầu tiên do phương Tây cung cấp mà Ukraine nhận được sau khi cuộc xung đột Đông Âu nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Giới chức Ukraine hy vọng nước này sẽ trở thành một nước xuất khẩu vũ khí lớn khi nhu cầu của chính họ được đáp ứng đầy đủ. Các công ty quốc phòng Ukraine đã ký một số thỏa thuận với các công ty phương Tây cho phép nước này sản xuất chung máy bay không người lái và đạn dược, đồng thời thành lập các cơ sở sửa chữa thiết bị của phương Tây. Mỹ là một trong số các quốc gia đang giúp đỡ quân đội Ukraine sửa chữa trang thiết bị hoàn toàn thông qua hình thức trực tuyến. Cụ thể là ứng dụng liên lạc, signal. Khi gặp vấn đề về thiết bị, các đơn vị tiền tuyến ở Ukraine sẽ gửi ghi chú tới quân đội Mỹ. Sau đó, tại căn cứ ở Ba Lan, lực lượng mỹ sẽ hướng dẫn binh sĩ ukraina sửa chữa vũ khí thông qua các cuộc gọi video đây là quy trình sửa chữa trực tuyến của quân đội mỹ nhằm giữ cho thiết bị hoạt động lâu nhất và gần tiền tuyến nhất có thể ở ukraina quy trình này áp dụng cho rất nhiều loại trang thiết bị và việc sửa chữa có thể mất từ vài giờ đến vài tuần nhìn chung các binh sĩ hỗ trợ cho biết công việc này đang giúp ukraina giữ cho vũ khí của họ hoạt động tốt và mỹ cũng có thể cải tiến cách thức làm việc của họ nhanh hơn các kỹ sư tham gia quá trình này dành phần lớn thời gian để viết hoặc quay những gì họ gọi là sách trắng, một danh mục các video và tài liệu kỹ thuật được dịch sang tiếng Ukraina và sau đó chia sẻ với các binh sĩ ở mặt trận. Với những vấn đề phức tạp hơn, quân đội Mỹ sẽ tổ chức các cuộc học cần thiết với đối tác để giải quyết vấn đề, phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Lục quân Mỹ, đại tá Matthew Alexander, thuộc Lữ đoàn Đảm bảo Kỹ thuật số 16 cho biết. Nhiệm vụ sửa chữa thiết bị cho Ukraina cũng mang lại lợi ích cho quân đội Mỹ Cụ thể, những thống kê từ quá trình này giúp nghiên cứu tốt hơn nhu cầu của tác chiến pháo binh. Ngoài ra, việc bảo trì từ xa ở Ba Lan là cơ hội để kiểm nghiệm khả năng hoạt động trong điều kiện không hoàn hảo. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã có nhiều mức độ thành công khác nhau trong việc học cách sửa chữa vũ khí phương Tây. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, Kiev đã phân bổ khoảng 4 tỷ đô la Mỹ cho ngành công nghiệp vũ khí. Còn Bộ trưởng Kinh tế Zulia Sviridenko nói rằng, Ukraine vẫn có thể đẩy mạnh năng lực sản xuất một cách đáng kể. Nguồn tài trợ từ các đối tác có thể tạo ra một bước ngoặt lớn đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine, một quan chức châu Âu nhấn mạnh. Theo quan chức này, số tiền đó sẽ được dùng để sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và các loại vũ khí tấn công khác. Ukraine đang hối thúc các đối tác cấp phép để có thêm khả năng tấn công tầm xa trong cuộc chiến chống lại Nga, nhưng Mỹ vẫn ngần ngại cho phép ép sử dụng những loại vũ khí tầm xa mà họ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga vì lo ngại gia tăng căng thẳng, trước bối cảnh đó, tổng thống Ukraine Zelensky đã tuyên bố rằng nước này hiện đang phát triển tên lửa đạn đạo mới. Theo tờ Business Insider, Ukraine đã mất gần 40 xe tăng Leopard của Đức kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự. Tờ Business Insider viết, xe tăng Leopard mạnh mẽ, hiệu quả hơn, có lớp giáp dày nhưng không phải là bất khả chiến bại. Trên thực tế, theo một số nguồn tin, Ukraine đã mất khoảng 40 xe tăng Business Insider lưu ý, cả hai bên xung đột đều trang bị cho xe tăng của mình những kết cấu bảo vệ đặc biệt để chống lại UAV và đạn bắn vào. Tác giả bài viết trên Business Insider chỉ rõ, một tấm chắn bảo vệ xe tăng Leopard có giá khoảng 20.000 đô la Mỹ, chỉ bằng một phần nhỏ so với chi phí chiếc xe tăng trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Việc lắp đặt những màn lưới bảo vệ như vậy tại cơ sở sửa chữa thiết bị quân sự mất gần 12 giờ. Tác giả nói thêm việc phổ biến những màn lưới như vậy ở Ukraine chỉ làm tăng thêm tính dễ bị tổn thương. Cho đến nay, 200 xe tăng Leopard 2 đã được chuyển đến Ukraine từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó bao gồm Đức, Ba Lan, Na Uy và Canada. Trong đó, Đức cung cấp 50 xe tăng phiên bản Leopard 2A6, dự kiến sẽ có thêm 80 xe tăng từ Hà Lan và Tây Ban Nha được chuyển giao vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, tờ BIN viết rằng trong tương lai gần, Bộ Quốc phòng Đức sẽ không cung cấp thiết bị quân sự lớn cho Ukraine, gồm xe tăng Leopard 2. Theo nguồn tin của tờ báo trên, Đức vẫn còn gần 300 chiếc nhưng họ không tin vào khả năng tiến hành phản công của Ukraine. Bởi đây, Defense News dẫn một cuộc điều tra nguồn mở cho hay, Nga đã vận chuyển xe tăng Leopard của Ukraine mà nước này thu giữ được vào nhà máy Uran và Gonzavut Uran để mổ xe và phân tích cấu tạo của nó. Leopard 2 là xe tăng chiến đấu chủ lực do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Karaus maffei phát triển vào những năm 1970 cho quân đội Tây Đức. Kích thước của xe tăng Leopard 2 khá lớn khi so với các mẫu xe tăng cùng loại Xe có chiều dài khoảng 10 m bao gồm cả pháo, chiều rộng 3,75 m và chiều cao 3 m Kích thước này góp phần tạo nên sự đồ sộ của chiếc xe tăng trên chiến trường. Leopard 2 được cung cấp năng lượng bởi động cơ diesel tăng áp kép V12 làm mát bằng chất lỏng MTU-MB 873K501. Động cơ này có công suất 1.500 mã lực, cho phép xe tăng đạt tốc độ lên tới 68 km h trên đường trường và 31 km h trên địa hình hệ thống điều khiển hỏa lực của Leopard 2 là hiện đại nhất. Nó bao gồm hệ thống điều khiển hỏa lực vi tính MES-15, có máy đo khoảng cách laser, hệ thống chụp ảnh nhiệt và máy tính đường đạn. Hệ thống này cho phép xe tăng tấn công mục tiêu với độ chính xác cao ngay cả khi đang di chuyển. Vũ khí chính của Leopard 2 là pháo nòng trơn hay metan 120mm. Loại pháo này có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau nên rất linh hoạt trong các tình huống chiến đấu. Mới đây, theo Defense Express, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này bắn nổ 3 xe chiến đấu bộ binh PMP-2 của Nga ở gần làng Zuravlipka, vùng Benkorod. Phía Ukraine cho biết, đơn vị pháo binh và UAV của lữ đoàn Spartan đã thành công đẩy lùi một cuộc tập kích của đối thủ ở vùng này. Đòn tập kích chính xác đã khiến lực lượng Nga tổn thất 3 xe IFV và một số binh sĩ trong đoạn video ba xe chiến đấu bộ binh của Nga đã bị pháo binh Ukraine tấn công khi đang di chuyển. Khi số phương tiện này bất động, các UAV của Ukraine được triển khai nhằm phá hủy hoàn toàn khí tải đối thủ. BMP-2 của lực lượng bộ binh cơ giới Liên Xô là một trong những xe chiến đấu bộ binh phổ biến và được ưa thích nhất. Với thiết kế đơn giản, BMP-2 đã nhiều lần giải cứu kiếp xe và đội biệt kích trong cuộc chiến tranh Afghanistan và các cuộc xung đột khác. BMP2 là xe chiến đấu bộ binh được Liên Xô thiết kế và đưa vào chế tạo từ thập niên năm 1980. BMP2 được trang bị hỏa lực mạnh mẽ với pháo tự động 2A42 30mm, súng máy đồng trục 7,62mm, cùng hộp đạn 2000 viên. Tên lửa chống tăng 9M111 Fagot hoặc 9M113 Concus. Năm ngoái, các đơn vị bộ binh cơ giới Nga hoạt động tại khu vực tiền tuyến đã nhận được số lượng rất lớn xe chiến đấu bộ binh IFV BMP2 nâng cấp với khả năng bảo vệ được tăng cường đáng kể. Những chiếc BMP2 hiện đại hóa nói trên được trang bị thêm các tấm sát phụ và giáp dạng lồng thép lắp đặt phía trước thân xe và tháp pháo cũng như ở hai bên hông và phần đuôi. Theo dữ liệu được công khai tại các diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế AMI được tổ chức ở khu vực Moscow trong những năm gần đây, thì chiếc BMP2 hiện đại hóa đã có khả năng sống sót tăng vọt. Theo ghi nhận, đây chính là những xe chiến đấu bộ binh BMP-2M, b xe dốc mang gói hiện đại hóa B05-S011. Chúng tỏ ra mạnh hơn đáng kể so với dòng BMP-2, nguyên bản mà quân đội Nga đã sử dụng trước đó. Gói trang bị B05-S011 là sản phẩm của phòng thiết kế. Con sở trúc Toskoye Biuro, Maschino KBM được giới thiệu lần đầu tại triển lãm AMI 2015. Đây là giải pháp mang tính kế thừa từ công trình cũ của Viện Thiết kế KBP. Chiếc BMP-2M được bổ sung kính ngắm ảnh nhiệt, hồng ngoại tương tự sắt na lắp trên xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 và T-90A. Cùng với cột cảm biến khí tượng, cho phép nhận biết rõ mục tiêu để bắn chính xác hơn. Hòa lực của xe chiến đấu bộ binh BMP-2M dốc. B05S011 ngoài pháo chính 2A42 cỡ 30 mm, truyền thống thì còn được bổ sung thêm hai ống phóng tên lửa chống tăng 9M120 Ataka và còn tùy chọn thêm cả súng phóng lựu tự động AGS-30. Các xe chiến đấu bộ binh BMP2 hiện đại hóa theo kỳ vọng sẽ mang lại cho bộ binh cơ giới Nga khả năng tấn công tốt hơn nhiều so với trước kia, cũng như gia tăng mức độ an toàn cho binh sĩ bên trong trước hỏa lực đối phương. Phát biểu tại hội đồng châu Âu mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev đã khởi xướng một gói biện pháp răn đe phi hạt nhân trên lãnh thổ của mình để gây sức ép buộc nga phải đàm phán, cũng như để tự vệ trước các hành động xung đột trong tương lai. Ông Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng của mình trước hội đồng châu Âu với điểm chính tập trung vào răn đe phi hạt nhân đối với nga. Ukraine đề xuất triển khai các hệ thống tên lửa răn đe trên lãnh thổ của mình để buộc nga phải đàm phán hòa bình hoặc phá hủy các cơ sở quân sự của Nga nếu đàm phán bị khước từ. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, chúng tôi đã chia sẻ mọi thông tin chi tiết với các đối tác như Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Italy. Chúng tôi mong muốn chia sẻ với bất kỳ nhà lãnh đạo nào sẵn sàng ủng hộ Ukraine. Ông cũng khẳng định Ukraine sẽ chỉ áp dụng gói gian đe nếu Nga không chấm dứt xung đột. Trước đó, Tổng thống Zelensky cũng đã trình bày chi tiết kế hoạch chiến thắng trước Quốc hội Ukraine. Kế hoạch này cũng đã được chia sẻ với các đối tác nước ngoài của Kiev trong đó bao gồm 5 điểm chính là việc mời Ukraine gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, tăng cường phòng thủ, kiềm chế Nga, tăng cường tiềm năng kinh tế chiến lược và thay thế lực lượng quân đội Mỹ ở châu Âu bằng các đơn vị của Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc. Gần đây, phát biểu nhân chuyến thăm tới Đức, Tổng thống Zelensky cảm ơn Đức vì sự ủng hộ của nước này, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng đối với Ukraine là sự hỗ trợ này sẽ không giảm vào năm tới. Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ trình bày với thủ tướng Đức Olaf Scholz kế hoạch giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga, bày tỏ hy vọng rằng cuộc xung đột sẽ kết thúc muộn nhất là vào năm sau, 2025. Ông Zelensky nói thêm, hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, Ukraine muốn một kết thúc công bằng và nhanh chóng cho cuộc chiến này. Cuộc chiến đang phá hủy đất nước chúng tôi, cướp đi sinh mạng của người dân chúng tôi. Về phần mình, ông Sơn cam kết Đức và các đối tác liên minh châu Âu EU sẽ chuyển thêm thiết bị quốc phòng trong năm nay và cung cấp gói viện trợ trị giá 4 tỷ euro của Berlin cho Ukraine vào năm 2025. Thưa quý vị, một diễn biến bất ngờ đã xảy ra khi Hà Lan đồng ý để Ukraine sử dụng F-16 tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Sự việc khiến cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại, đặc biệt là khi Moscow đã nhiều lần cảnh báo về làn danh đỏ cũng như đưa ra học thuyết hạt nhân mới của mình. Chính quyền Hà Lan vừa qua đã phê chuẩn việc cho phép Ukraine sử dụng những chiến cơ F-16 nước này viện trợ để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Tờ Ukraine Form dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekenmans nói rằng việc Ukraine sử dụng những chiếc chiến cơ F-16 được nước này viện trợ để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga với mục đích phòng thủ là hợp pháp dựa theo luật quốc tế. Ông Brekenmans nói, Chúng tôi đã chuyển giao cho họ lô F-16 đầu tiên và những máy bay đó đang có mặt trong không phận Ukraine. Chúng tôi luôn nói rằng Ukraine cần tuân theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, luật quốc tế không có bất kỳ hạn chế nào về khoảng cách tấn công ở khu vực biên giới hay sâu bên trong lãnh thổ 100 km. Do vậy, chúng tôi cho phép Ukraine sử dụng các máy bay F-16 với mục đích phòng thủ. Các tiêm kích F-16 đó có thể được dùng để đánh chặn các tên lửa hay tấn công vào các sân bay của Nga. Đó là những mục tiêu quân sự và chúng tôi cho phép những chiếc tiêm kích thực hiện điều đó bên trong lãnh thổ hoặc không phận Nga. Hà Lan đã cam kết cung cấp cho Ukraine 24 máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất với tư cách là thành viên liên minh F-16 gồm một số quốc gia thành viên NATO. Đan Mạch và Na Uy cũng cam kết cung cấp lần lượt 19 và 6 máy bay F-16 trong khi các quốc gia khác trong nhóm gồm Bỉ, Canada, Luxembourg, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Thụy Điển, Hy Lạp Bulgari và Pháp hỗ trợ huấn luyện cho phi công Ukraine. Theo giới phân tích, F-16 chưa thể giúp Ukraine tạo chuyển biến trên chiến trường do số lượng còn hạn chế và quan trọng hơn là Kiev vẫn thiếu phi công để vận hành loại tiêm kích này. Việc cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine đã được Mỹ và phương Tây thảo luận cả năm qua khiến cho việc tạo bất ngờ của loại vũ khí này trước quân đội Nga không còn. Thậm chí những thông tin về phiên bản F-16 chuyển giao, các loại vũ khí sử dụng hay thậm chí là nhiệm vụ chiến đấu của dòng máy bay này trong biên chế lực lượng vũ trang Ukraine AFU cũng không còn là điều bí mật. Cùng với đó, theo thông tin từ những sĩ quan quân đội Nga, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã nghiên cứu và phát những cuốn sổ tay hướng dẫn cách phát hiện và đánh chặn F-16 tới tất cả các đơn vị chiến đấu tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Ngoài ra, những khoản thưởng hàng chục triệu rúp cho bất kỳ quân nhân Nga nào bắn hạ chiếc F-16 đầu tiên đã khiến máy bay này trở thành con mồi hấp dẫn trên chiến trường. Theo chuyên gia quân sự Mikhail Khodarinov, để đạt được hiệu quả chiến đấu tối ưu, AFU cần có số lượng máy bay F-16 đủ lớn để bao quát chiến trường. Điều này khó có thể đạt được trong ngắn hạn. Chuyên gia quân sự Mikhail Khodarinov đánh giá, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất sẽ được giao cho máy bay chiến đấu F-16 của không quân Ukraine là ngăn chặn các máy bay tiêm kích bom mang bom lượn FAB tấn công các vị trí trên tiền tuyến. Vào tháng 12 năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Washington và được coi như một người hùng trong phiên họp chung của Quốc hội. Ông nhận được 18 tràng pháo tay từ các nghị sĩ Mỹ khi ông nói về nỗ lực kháng cự qua 10 tháng kể từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự. Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ đầu hàng. Chỉ vài tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ ủng hộ Ukraine lâu nhất có thể một khẳng định mà ông Biden và những người đồng cấp châu Âu đã luôn lặp lại kể từ đó. Tuy nhiên, giờ đây ông Zelensky khó có thể nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt như vậy tại Quốc hội Mỹ. Các nhóm nhỏ những thành viên Đảng Cộng hòa cực đoan từng chế giễu buổi tiếp đón dành cho ông và số tiền khổng lồ Mỹ hỗ trợ Ukraine vào năm 2022 giờ đây đã có tiếng nói lớn hơn vào năm 2024. Sự hoài nghi của họ về việc ủng hộ cho Ukraine được nhấn mạnh bởi cả ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump và người đồng hành tranh cử của ông, Thượng nghị sĩ James David Vance. Cựu Tổng thống Trump từng thể hiện thái độ thân thiện với Tổng thống Nga Vladimir Putin và thờ ơ với nỗ lực chiến đấu của Ukraine, trong khi ông Vance đã nói rõ mong muốn chấm dứt sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine và bị ông Zelensky mô tả là có quan điểm quá cực đoan. Tình hình chính trị trong nước và cái bóng của cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới là một phần nguyên nhân, nhưng diễn biến trên thực địa ở Ukraine cũng nói lên nhiều điều. Ukraine đang kiệt sức trong cuộc xung đột hiện nay, bị áp đảo về quân số và vũ khí bởi nguồn lực chiến đấu của Nga vốn không bị khuất phục trước các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây. Cuộc đột kích vào cuối mùa hè của Ukraine và vùng quốc cơ của Nga đã thúc đẩy tinh thần chiến đấu cho Kiev, nhưng cho đến nay vẫn chưa mang lại nhiều lợi ích chiến lược. Trong khi đó, quân đội Ukraine ở mặt trận phía đông đang suy yếu trước cuộc tấn công kéo dài của Nga và liên tục mất lãnh thổ ở khu vực Donbass. Một chỉ huy Ukraine tiết lộ, chúng tôi thường xuyên phải rút lui vì Nga mạnh hơn nhiều. Một chỉ huy khác tại một vị trí gần thành phố Pokrovsk thuộc phía đông nói với Financial Times rằng ưu tiên của ông là cứu được càng nhiều sinh mạng của đồng đội càng tốt và quên đi mục tiêu đã nêu của Ukraine là giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất, bao gồm cả Crimea. Vị chỉ huy này cho hay ám chỉ đến việc khôi phục hoàn toàn lãnh thổ của Ukraine thật khó để tưởng tượng chúng ta có thể đưa kẻ thù trở lại biên giới năm 1991 các nhà lãnh đạo và nhà ngoại giao phương tây đã ngầm hiểu thực tế trên trong nhiều tháng và cuối cùng đã thừa nhận điều này tổng thống cộng hòa serge Pavel, một trong những quốc gia ủng hộ ukraine mạnh mẽ nhất ở trung âu gần đây đã nói rằng ukraine sẽ phải có cái nhìn thực tế và kết quả có khả năng xảy ra nhất trong cuộc xung đột là một phần lãnh thổ ukraine sẽ nằm dưới sự kiểm soát của nga tạm thời phương tây đã có những dạng nứt về việc nên cung cấp bao nhiêu trong danh sách mong muốn của ông zelensky tuy nhiên kiev trong kịch bản tốt nhất Hy vọng phương Tây có thể cho họ sự ủng hộ mạnh mẽ nhất có thể tại bàn đàm phán trong tương lai. Điều đó hoàn toàn khác xa với thắng lợi hoàn toàn mà nhiều người mong đợi. Nhiều nhà phân tích lo ngại, tâm lý bất mãn sẽ gia tăng trong xã hội Ukraine khi họ rơi vào một cuộc xung đột bế tắc không mong muốn và phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Các chính phủ Mỹ và châu Âu đã đổ hàng tỷ đô la Mỹ vào cuộc xung đột này, nhưng việc chậm chuyển giao và các hạn chế áp lên việc sử dụng một số vũ khí tầm xa là nguồn cơn sự thất vọng của Kiev nhà quan sát Robert Kagan đã ám chỉ đến sự giận dữ âm ỉ sẽ vẫn còn sau một cuộc đàm phán hòa bình. Theo ông, Ukraine hậu chiến sẽ là một nước láng giềng cực kỳ thù địch. Người dân Ukraine sẽ không sớm quên được những gì đã chịu đựng trong xung đột. Chủ nghĩa phục thù sẽ dâng lên mạnh mẽ khi người dân Ukraine tiếc nuối lãnh thổ đã mất của họ và muốn nó cuối cùng sẽ được trả về. Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU diễn ra tại Bỉ trong 2 ngày 17 và 18 tháng 10. Trong hội nghị thượng đỉnh EU lần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố kế hoạch chiến thắng bao gồm 5 điểm chính và 3 phụ lục bí mật trước toàn thể lãnh đạo các nước khối 27. Trước quyết định mang tính ảnh hưởng sâu rộng, các quốc gia EU sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi có thể đưa ra câu trả lời dành cho Ukraine. Thậm chí, nhiều chuyên gia địa bàn nhận định việc các nước EU sẽ không có bất kỳ động thái nào cho đến khi cuộc bầu cử Mỹ có kết quả. Ngoài ra, trong kế hoạch chiến thắng, Tổng thống Zelensky cũng đề cập đến việc các nước phương Tây dỡ bỏ các hạn chế và cho phép Ukraine tấn công vào những mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Đây là một vấn đề mà các quan chức EU cũng như phía đồng minh Mỹ cân nhắc trong thời gian gần đây, bởi các máy bay quân sự của phía Nga vẫn đang gây nhiều thiệt hại lớn cho phía Ukraine trong thời gian qua và các máy bay này được cất cánh tại các doanh trại chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, nếu các nước phương Tây bật đèn xanh cho phía Ukraine mở rộng công kích, điều này cũng đồng nghĩa với việc tất cả sẽ phải đối mặt với việc leo thang xung đột Đồng thời, quyết định này cũng sẽ ép phía Nga phải sử dụng những phương pháp cực đoan hơn để giải quyết tình thế. Chắc chắn các nước EU sẽ phải suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ trước khi đồng thuận ý tưởng có phần rủi ro này. Bởi như vậy, cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ tiếp tục kéo dài không hồi kết và những cảnh báo từ phía Nga về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân cũng không phải là vô căn cứ. Cuối cùng, khả năng về việc triển khai một hệ thống răn đe chiến lược phi hạt nhân toàn cầu tại Ukraine là điều tương đối khả thi. Có thể nói đây vừa là dịp để EU gia tăng khả năng phòng thủ của khối đối với các uy hiếp đến từ phía Đông, vừa là cơ hội để các nước phương Tây gửi tối hậu thư đến phía Nga đặt ra lằn danh đỏ. Dù vậy, phương án này vẫn sẽ chỉ nằm trên giấy tờ trong thời gian tới, vì một hệ thống mang tính toàn cầu như vậy sẽ cần rất nhiều đầu tư, cả về kinh tế lẫn thời gian. Thế nên việc hoàn thiện hệ thống tiên tiến trong nhất thời là điều không khả thi, nhất là trong bối cảnh các nguồn lực ủng hộ Ukraine đang dần cạn kiệt và bị giới hạn. Hiện nay, vấn đề Trung Đông hiện cũng đang là một trong những mối quan tâm chính của EU. Các xung đột khu vực nhiều khả năng sẽ khiến giá năng lượng khí đốt lại một lần nữa nâng cao và kéo theo châu Âu vào cuộc khủng hoảng mới, dự kiến sẽ còn kinh khủng hơn trước kia. Bởi giờ đây, các giải pháp thay thế dành cho khối 27 là khá eo hẹp và đắt đỏ. Ngoài ra, căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hamas ở Gaza, lực lượng Hezbollah ở Liban cũng là trọng tâm của hội nghị lần này. Các bên đạt đến nhất trí và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở dài Gaza và Liban. Trong ngắn hạn, EU sẽ tập trung vào các biện pháp ngoại giao để tiến hành đàm phán và tìm ra giải pháp lâu dài cho các xung đột tại Trung Đông. Mới đây, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố khối này sẽ thúc đẩy đổi mới tiêu chuẩn chung về đạn dược nhằm giảm chi phí và cải thiện khả năng sử dụng vũ khí trên chiến trường. Phát biểu với báo giới trước thêm cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO, Tổng thư ký Rutte nhấn mạnh dù việc chuẩn hóa vũ khí là không dễ dàng, nhưng kế hoạch này đóng vai trò rất quan trọng. Theo ông, NATO cần đẩy mạnh sản xuất quốc phòng để tăng khả năng phòng thủ. Trong khi đó, một quan chức cấp cao giàu tên của NATO nêu rõ khối này sẽ hướng đến hiện đại hóa toàn bộ quy trình chuẩn hóa vũ khí với đạn dược là ưu tiên hàng đầu trước khi chuẩn sang các thiết bị khác. Ngoài sáng kiến trên, quan chức này cho biết khoảng 10 nước đồng minh trong khối, bao gồm cả Anh, Đức và Mỹ sẽ ký một ý định thư về việc thúc đẩy tiêu chuẩn hóa đạn pháo các quan chức quân sự cấp cao cho rằng việc NATO bị thụt lùi trong công tác chuẩn hóa vũ khí trong những thập niên qua là do thị trường quốc phòng đã suy giảm mạnh kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Mặc dù NATO đã đề ra tiêu chuẩn cho đạn pháo, nhưng việc thực hiện là tự nguyện. Chính việc thiếu tuân thủ tiêu chuẩn này đã gây ra tình trạng phân mảnh thị trường và cản trở nguồn cung cấp đạn pháo vì 14 quốc gia NATO đã bảo lưu quyền thay đổi. Theo các chuyên gia về pháo binh, các loại đạn 155mm khác nhau vẫn có thể được sử dụng trong tất cả các loại lựu pháo sau người vận hành cần nhập thông số kỹ thuật của đạn khi nạp vào vũ khí, nếu không sẽ có nguy cơ bắn trượt mục tiêu tới 50 hoặc 60 mét. Thưa quý vị, vừa qua, Israel đã bất ngờ tung ra bằng chứng về việc hạ sát thủ lĩnh nhóm Hamas, ông Yahya Sinwa. Sự kiện không làm dấy lên lo ngại về việc khiến căng thẳng Trung Đông thêm phần phức tạp mà còn kéo theo phản ứng trái chiều từ NATO và các quốc gia khác. Ngày 17 tháng 10, Israel tuyên bố nhà lãnh đạo cao nhất của lực lượng Hồi giáo Hamas tại giải Gaza, ông Yahya Sinwa đã thiệt mạng sau một đòn tấn công của phía Tel Aviv. Hàng loạt nhà lãnh đạo quốc tế đã lên tiếng về diễn biến này. Theo Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia sẻ sự xúc động với người nhà những nạn nhân trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas, trong đó có 48 công dân Pháp trước cái chết của ông Sinoa. Ông Macron cáo buộc ông Sinoa là người chịu trách nhiệm chính cho các vụ tấn công khủng bố và hành động man dợ và nhắc lại yêu cầu Hamas thả tất cả các con tin còn bị giam giữ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng cái chết của ông Sinoa giúp thực hiện một phần công lý cho các nạn nhân trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và gia đình của họ. Đối với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cũng có tuyên bố tương tự. Cáo buộc vai trò của ông Sinoa trong vụ việc ngày 7 tháng 10 năm 2023 gây ra cái chết cho hàng ngàn người và nỗi đau khổ vô hạn cho toàn bộ khu vực và yêu cầu Hamas thả con tin. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh John Healey tuyên bố sẽ không tiếc thương cho cái chết của ông Sinha. Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani nói: Có vẻ như nhà lãnh đạo quân sự của Hamas đã bị ám sát và tôi tin rằng theo quan điểm này, Israel có thể đã thực hiện hành động tự vệ chống lại Hamas, lực lượng mà Rome và các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) coi là khủng bố. Cuối cùng, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte nói rằng cá nhân ông sẽ không tiếc thương nếu ông Sinha thiệt mạng. Về phía Mỹ phản ứng trước tuyên bố của quân đội Israel, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, đây là lúc tiến tới lệnh ngừng bắn ở Gaza, đảm bảo rằng chúng ta đang tiến theo hướng mà chúng ta có thể làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn cho toàn thế giới. Đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến này và đưa những con tin trở về nhà. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong một tuyên bố cũng nhận định, việc loại bỏ thủ lĩnh Hamas, Yahya Sinwa là một thành tựu to lớn, mở ra cơ hội đặc biệt để chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp giữa Israel và phong trào Hamas. Trong khi đó, trong tuyên bố chính thức đầu tiên sau khi quân đội Israel xác nhận thủ lĩnh mới của phong trào Hamas, Yahya Sinwar, đã bị hạ sát trong một cuộc tấn công ở phía nam giải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Hamas sẽ không bao giờ còn có thể nắm quyền ở Gaza. Ông Netanyahu đồng thời kêu gọi các chiến binh Hamas buông vũ khí và trả tự do cho các con tin để được bảo toàn tính mạng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Galan cũng kêu gọi các tay súng Hamas lập tức buông vũ khí đầu hàng và trả tự do cho các con tin. trong những tháng cuối cùng đương nhiệm. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ra tín hiệu mới đối với Israel về việc sử dụng gói viện trợ quân sự của nước này như một chính sách cây gậy và củ cà rốt nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc đối đầu căng thẳng của Israel với Iran và các nhóm vũ trang thân với Iran trong khu vực. Cây gậy và củ cà rốt vốn là cách ví von để nói về một kiểu đường lối ngoại giao khi các nước lớn hơn muốn thay đổi hành vi của một nước nhỏ hơn. Cây gậy ở đây là tượng trưng cho hình phạt và củ cà rốt như một quyền lợi hay phần thưởng. Quay trở lại với những diễn biến về việc can thiệp vào xung đột Trung Đông của Washington. Vừa qua, Mỹ đã thông báo sẽ cử khoảng 100 binh sĩ và hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối THAD tới Israel. Hành động này không chỉ thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Washington đối với Tel Aviv, mà còn nhằm củng cố khả năng phòng thủ của Israel trong bối cảnh mối đe dọa từ Iran ngày càng gia tăng. Bên cạnh việc gửi quân đội, Mỹ cũng đã gửi một bức thư đến chính phủ Israel yêu cầu nước này phải cải thiện tình hình nhân đạo ở giải Gaza trong vòng 30 ngày. Nếu Israel không đáp ứng, họ có thể phải đối mặt với các hạn chế tiềm tàng đối với viện trợ quân sự của Mỹ. Đây là một động thái hiếm hoi và mang tính quyết định cho thấy rằng Washington có thể sử dụng sức ép để yêu cầu Israel thay đổi hành động. Ông Aaron David Mueller, một chuyên gia tại Quỹ hòa bình quốc tế Kennedy cho rằng việc kết hợp hỗ trợ quân sự với yêu cầu nhân đạo là một thông điệp mạnh mẽ từ Washington. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng việc giảm bớt viện trợ quân sự cho Israel sẽ rất khó khăn nếu xung đột giữa Israel và Iran gia tăng. Các quan chức Mỹ cũng nhấn mạnh rằng bức thư yêu cầu cải thiện tình hình nhân đạo không phải là một đe dọa mà là một lời nhắc nhở cho Israel về trách nhiệm của họ trong việc bảo vệ dân thường. Một quan chức Israel tại Washington cho biết bức thư đang được xem xét kỹ lưỡng và Israel sẽ có những bước đi phù hợp. Sau thông báo từ Mỹ, Israel đã chuyển 50 xe tải viện trợ từ Jordani vào phía Bắc Gaza có thể là kết quả từ áp lực của Washington. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về việc mở rộng viện trợ nhân đạo cho Gaza, cho thấy sự nghiêm túc của Israel trong việc phản ứng với yêu cầu từ Mỹ. Mặc dù Washington khẳng định rằng hỗ trợ quân sự cho Israel là quan trọng, nhưng sự kết hợp giữa cây gậy và củ cà rốt có thể tạo ra những thay đổi nhất định trong cách Israel tiếp cận các vấn đề nhân đạo. Ông John Ramin Chappell, một cố vấn tại Trung tâm Dân sự trong xung đột, nhận định rằng động thái này có thể dẫn đến việc mỹ áp dụng các điều kiện đối với viện trợ quân sự tạo ra một sự thay đổi trong quan hệ giữa hai nước tổng thống mỹ joe biden cũng đã bày tỏ rõ ràng rằng ông phản đối bất kỳ cuộc tấn công nào của israel vào cơ sở hạt nhân của iran cho thấy rằng washington đang theo dõi sát sao tình hình và muốn ngăn chặn khả năng xung đột khu vực leo thang các nhà phân tích cho rằng việc chuyển giao hệ thống thaad có thể không chỉ là hỗ trợ quân sự mà còn là một phần của chiến lược để thuyết phục israel không thực hiện các cuộc tấn công đáp trả tóm lại chiến lược cây gậy và củ cà rốt của chính quyền tổng thống mỹ joe biden trong quan hệ với israel thể hiện một nỗ lực nhằm cân bằng giữa việc duy trì hỗ trợ quân sự mạnh mẽ và yêu cầu cải thiện tình hình nhân đạo ở gaza những động thái này không chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của mỹ mà còn tạo ra một áp lực nhất định đối với israel để họ cân nhắc kỹ lưỡng trong các quy định của mình đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng với iran Israel chưa đưa ra quyết định cuối cùng về mục tiêu được chọn để trả đũa. Trong khi đó, CNN đưa tin Mỹ dự kiến Israel thực hiện tấn công trả đũa trước khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Theo truyền thông, kế hoạch tấn công của Israel đã sẵn sàng và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đảm bảo với Washington rằng hoạt động này chỉ giới hạn trong mục tiêu quân sự, tránh cơ sở dầu mò và hạt nhân chiến thuật. Cách đây vài ngày, Bộ trưởng Quốc phòng do Afghanistan tuyên bố Israel sẽ đưa ra cho Iran phản ứng chính xác Cùng thời điểm, phát ngôn viên của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran AEOI Berel Kamalvandi tuyên bố Israel khó có thể tấn công cơ sở hạt nhân chiến thuật của Iran để đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa từ nước này vào Israel đầu tháng 10. Đầu tháng này, quân đội Israel phát hiện tên lửa đạn đạo phóng từ Iran nhằm vào nước này, còn báo động vang lên khắp miền Trung và miền Nam Israel. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố 90% tên lửa mà lực lượng này phóng vào Israel đêm mùng 1 tháng 10 trúng mục tiêu tuyên bố phát trên truyền hình nhà nước Iran, khẳng định cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân và radar, cũng như bộ máy an ninh có kế hoạch ám sát các nhân vật cấp cao của Hamas và Hezbollah. Theo tham ở Israel, dù hàng trăm tên lửa phóng vào Israel, nhưng chỉ có hai người bị thương nhẹ do mảnh đạn ở Tel Aviv, một người đàn ông Palestine tử vong do mảnh đạn gần Jericho. Nhà Trắng cho biết thêm, cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel đã bị ngăn chặn và không hiệu quả, đồng thời cảnh báo Tehran có thể phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng từ các cuộc tấn công này. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận họ tập kích vào Israel để báo thù cho cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, lãnh đạo Hamas Ismail Hanize và chuẩn tướng IRGC Abbas Nifurosan. Chuẩn tướng Nifurosan và thủ lĩnh Nasrallah thiệt mạng tại thủ đô Beirut, Liban trong trận không kích hồi tháng 9 của Israel. Lãnh đạo Hamas Hanize bị ám sát tại thủ đô Tehran, Iran cuối tháng 7. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi nói trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa qua rằng Iran đang nỗ lực hết sức để bảo vệ hòa bình và an ninh khu vực, nhưng hoàn toàn sẵn sàng đáp trả quyết liệt với mọi động thái phiêu lưu của Israel. Ông Arachi cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc sử dụng tất cả nguồn lực để ngăn chặn những hành động và sự hung hăng của Israel, đồng thời gửi viện trợ tới Liban và giải Gaza. Ngoại trưởng Iran tuần qua đã thăm Liban, Syria, Ả Rập Xê Út, Qatar, Iraq và Oman trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng khu vực. Vừa qua, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã trình bày bài phát biểu về chính sách mở rộng trước Quốc hội Liên bang Bundestag tại Berlin, trong đó đề cập đến ngành công nghiệp Đức, các vấn đề chính trị trong nước, những cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông. Về vấn đề ở Trung Đông, bài phát biểu của Thủ tướng Scholz nhấn mạnh Đức phải giữ Israel trong tư thế tự vệ, đồng thời khẳng định Tel Aviv có thể dựa vào tình đoàn kết giữa hai nước ở cả hiện tại và trong tương lai. Tuyên bố được đưa ra vài tuần sau khi xuất hiện một số thông tin trái chiều trên nhiều phương tiện truyền thông Đức liên quan đến việc liệu quá trình chuyển giao vũ khí cho Israel của Berlin có bị chậm lại hay không. Trong 8 tuần qua, chính phủ nước này đã cấp phép xuất khẩu thiết bị quân sự và đạn dược sang Israel với trị giá khoảng 31 triệu euro, 33,7 triệu đô la Mỹ. Theo ông Sol, đã có một số đợt giao hàng và sẽ luôn có những đợt giao hàng tiếp theo tới Israel. Ten hoàn toàn có thể tin tưởng cam kết đó. Cũng trong bài phát biểu, người đứng đầu chính phủ Đức yêu cầu Israel tôn trọng luật pháp quốc tế ở giải Gaza và cho phép viện trợ nhân đạo vào khu vực. Ngoài ra, ông Sol còn kêu gọi các bên liên quan đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza và tái khẳng định giải pháp hai nhà nước là cách thức duy nhất để chấm dứt xung đột, bất chấp người đồng cấp Israel, ông Benjamin Netanyahu tuyên bố phản đối quan điểm này. Đức là một đồng minh thân thiết của Israel, các quan chức chính phủ đã nhiều lần khẳng định Berlin chịu trách nhiệm đặc biệt đối với an ninh của Israel. Tuy vậy, theo các chuyên gia, việc Đức ủng hộ toàn diện chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang làm suy yếu nghiêm trọng uy tín của nước này. Berlin đang ngày càng cô lập mình trên vũ đài quốc tế, trong khi Israel cũng đang đối mặt với cáo buộc diệt chủng tại Tòa án Công lý Quốc tế ICJ vì những động thái quân sự tại giải Gaza, nơi hàng triệu người Palestine phải rời bỏ nhà cửa đối mặt với nạn đói và thiếu hụt nghiêm trọng viện trợ y tế cùng các nhu yếu phẩm khác. Cách đây ít lâu, các nhà lãnh đạo của chiến quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU tại địa Trung Hải, trong đó có Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Bồ Đào Nha là các thành viên NATO cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trên toàn bộ đường ranh giới xanh giữa Israel và Liban và kịp thời chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến Liban. Theo Reuters, sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel vào đầu tháng 10, đã có suy đoán rằng Israel có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran như Israel đã đe dọa từ lâu. Hàng tin TASS dẫn lời ông Ryabkov, chúng tôi đã nhiều lần và tiếp tục cảnh báo để Israel không được cân nhắc về khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân và cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran. Ông Ryabkov cảnh báo, đây sẽ là một diễn biến thảm khốc và phủ nhận hoàn toàn mọi nguyên tắc hiện có trong lĩnh vực đảm bảo an toàn hạt nhân. Theo Reuters, hiện không rõ Moscow đã truyền đạt thông điệp như thế tới Israel theo hình thức nào. Tuần trước, phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Viêng Chăn Lào, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh, mặc dù căng thẳng gia tăng, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, đơn vị giám sát chặt chẽ các hoạt động hạt nhân của Iran, vẫn chưa báo cáo bất kỳ dấu hiệu quân sự hóa nào trong chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Ông nói, ở hầu hết mọi quốc gia đều có các chính trị gia và nghị sĩ thường xuyên bày tỏ quan điểm mà không hề phản ánh chiến lược thực tế hoặc chính sách thực tế của chính phủ. Chúng tôi đã thấy điều này nhiều lần trước đây vì vậy, ngoại trưởng nga tiếp tục nhấn mạnh rằng nếu xảy ra bất kỳ kế hoạch hoặc mối đe dọa nào nhằm tấn công các cơ sở hạt nhân hòa bình của cộng hòa hồi giáo iran, thì đó thực sự sẽ là một hành động khiêu khích rất nghiêm trọng. Israel và các nước phương tây đầu này lo ngại rằng iran đang phát triển bom hạt nhân dưới vỏ bọc của một chương trình năng lượng hạt nhân dân sự, điều mà tehran đã phủ nhận. Văn phòng của thủ tướng israel benjamin netanyahu vừa qua nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng israel sẽ lắng nghe mỹ. Quốc gia cũng đã cảnh báo về việc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng sẽ quyết định hành động của mình theo lợi ích quốc gia, theo Reuters. Cũng trong tuyên bố trên, ông Netanyahu đã nói về chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel sẽ tấn công các mục tiêu quân sự của Iran, không phải những mục tiêu hạt nhân hay dầu mỏ. Mới đây, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, EU, có binh sĩ tham gia lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liên bang, UNIFIL, đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để bàn về việc tăng cường áp lực ngoại giao đối với Israel. Cuộc họp do Italia và Pháp tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 16 quốc gia EU nhằm lên án các cuộc tấn công nhằm vào UNIFIL mà Liên Hợp Quốc cho là do phía Israel thực hiện. Theo Bộ Quốc phòng Italia, các bộ trưởng quốc phòng từ 16 quốc gia, trong đó có Ireland, Đức, Tây Ban Nha, Áo và Hy Lạp, đã thống nhất sẽ tăng cường tối đa áp lực chính trị và ngoại giao Đối với Israel nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Italia nêu rõ, điểm chính nổi bật từ cuộc họp là ý chí chung nhằm gây áp lực tối đa đối với Israel, đảm bảo không xảy ra thêm các vụ việc tương tự. Ngoài ra, tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng phong trào hồi giáo Hezbollah không được phép lợi dụng UNIFIL làm lá chắn sống trong cuộc xung đột với Israel. Trong những ngày gần đây, ít nhất 5 binh sĩ UNIFIL đã bị thương trong các cuộc tấn công của quân đội Israel nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở miền Nam Liban. Israel đã yêu cầu UNIFIL di chuyển lực lượng ra khỏi khu vực cách biên giới Liban Israel khoảng 5 km, nhưng các quốc gia tham gia phái bộ đều từ chối. Họ khẳng định rằng sự hiện diện ổn định của UNIFIL là cần thiết để duy trì an ninh trong khu vực và bất kỳ quyết định nào liên quan đến tương lai của phái bộ phải được thảo luận ở cấp Liên Hợp Quốc. Về phần mình, Ngoại trưởng Israel Ông Israel Kass cũng khẳng định trên mạng xã hội X rằng các hoạt động của lực lượng UNIFIL có tầm quan trọng lớn và nhấn mạnh rằng Israel không có ý định gây tổn hại đến phái bộ hay nhân viên của tổ chức này. Trong khi đó, căng thẳng tại Gaza tiếp tục gia tăng khi Israel vẫn duy trì lệnh bao vây miền Bắc Gaza trong 11 ngày liên tiếp, khiến hàng nghìn người dân Palestine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, mắc kẹt trong tình trạng thiếu lương thực và nước uống. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, chỉ trong một tuần qua, gần 400 người Palestine đã thiệt mạng và khoảng 1.500 người khác bị thương do các cuộc không kích của Israel. Tại miền Nam Liban, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, bao gồm cả các thành viên của một nhóm cứu trợ nhân đạo do Liên Hợp Quốc phối hợp. Điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Liban, ông Imran Riza đã lên án cuộc tấn công này là tàn khốc, bày tỏ niềm thương tiếc đối với những người thiệt mạng và kêu gọi các bên cần tôn trọng luật nhân đạo quốc tế. Bộ Tài chính Mỹ mới đây đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với mạng lưới tài chính có trụ sở tại Liban, nơi đã chuyển hàng triệu đô la Mỹ cho phong trào hồi giáo Hezbollah. Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, lệnh trừng phạt áp dụng đối với ba cá nhân có liên quan đến bộ phận tài chính của Hezbollah và bốn công ty có trụ sở tại Liban đã đăng ký để che giấu mối quan hệ với lực lượng này. Mỹ cũng trừng phạt ba cá nhân liên quan đến các hoạt động sản xuất và buôn bán amphetamine, được gọi là ma túy tổng hợp Catagon, vốn bị Washington cáo buộc tài trợ cho Hezbollah. Trong tuyên bố, quyền Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Bradley Smith khẳng định lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn những ảnh hưởng của Hezbollah gây mất ổn định tại Liban và trên toàn khu vực. Ngoài Hezbollah, trước đó, Mỹ cũng mở rộng lệnh trừng phạt lên Iran. Hành động này của Mỹ nhắm vào các ngành kinh tế quan trọng của Iran với mục đích làm giảm nguồn thu của chính phủ ở Tehran để chi cho chương trình hạt nhân và tên lửa. Thời điểm đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Quyết định cũng bao gồm biện pháp chống lại hạm đội ma vận chuyển dầu bất hợp pháp của Iran đến các khách hàng trên khắp thế giới. Ông Sullivan nói, những biện pháp này sẽ tiếp tục làm giảm nguồn tài chính của Iran sử dụng vào chương trình tên lửa của nước này và hỗ trợ các nhóm khủng bố đe dọa Mỹ cùng các đồng minh và đối tác. Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết đã đưa 16 tổ chức và 17 tàu vào danh sách trừng phạt vì tham gia vận chuyển dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu để hỗ trợ cho công ty dầu khí quốc gia Iran. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran, Esmaeil Baqaye, nêu rõ các lệnh trừng phạt mà chính quyền Mỹ áp đặt với quốc gia Hồi giáo nhằm phản ứng với cuộc tập kích tên lửa của Iran vào Israel hôm 1 tháng 10 là phi pháp và vô lý. Ông Baqaye nhấn mạnh, các lệnh trừng phạt của Mỹ chống Iran không có cơ sở luật pháp hay căn cứ thuyết phục. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran khẳng định, nước này có quyền đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Ngôi đền thờ do nhà tiên tri Benjamin xây dựng ở Nam Liban có giá trị tôn giáo và lịch sử quan trọng, đạo hóa thành tro bụi sau các cuộc không kích của Israel nhắm vào Hezbollah. Trong các cuộc tấn công vào miền Nam Liban, quân đội Israel đã phá hủy một ngôi làng 2.100 năm tuổi ở bip cách Beirut khoảng 115 km. Đây là ngôi làng quê hương của nhà tiên tri Benjamin, con trai của nhà tiên tri Jacob, có giá trị tôn giáo và lịch sử quan trọng, thu hút nhiều khách du lịch. Trong đoạn video được đưa lên mạng ngày 16 tháng 10, ngôi đền cổ trong làng trụ vững trong hơn 2.000 năm giờ bỗng chốc tan thành cho bụi. Vào đầu tháng 10, quân đội Israel đã cảnh báo người dân của 26 thị trấn ở miền Nam Lê Băng, bao gồm M2 Bip, phải đi sơ tán. Từ cuối tháng trước, Israel đã phát động một chiến dịch không kích lớn nhằm vào lực lượng Hezbollah, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải đi sơ tán. Trong một động thái khác có liên quan, điều phối viên phụ trách các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Liên bang, ông Imran Riza đã bày tỏ tiếc thương các thành viên người Liban của một nhóm cứu trợ thiệt mạng trong cuộc không kích tàn khốc của Israel vào Nabatieh. Ông Riza chia sẻ một cuộc tấn công tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường và các thành viên chính quyền địa phương đang nỗ lực cung cấp dịch vụ cứu trợ, đồng thời thể hiện niềm thương tiếc đối với bốn thành viên của một nhóm cứu trợ mà Liên hợp quốc và các đối tác nhân đạo đã phối hợp suốt hơn một năm. Trước đó, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công hàng chục mục tiêu của Hezbollah ở tỉnh Nabatieh bên cạnh đó hải quân israel cũng đã tập kích hàng chục mục tiêu ở miền nam liban tổ chức y tế thế giới who đã ra tuyên bố kêu gọi bảo vệ các cơ sở y tế ở liban nơi israel đang tăng cường chiến dịch quân sự chống phong trào hezbollah trong những tuần gần đây tuyên bố nêu rõ who kêu gọi chấm dứt những cuộc tấn công vào các cơ sở y tế đồng thời cảnh báo các đợt oanh tạc dữ dội đang buộc ngày càng nhiều cơ sở y tế phải đóng cửa đặc biệt là ở miền nam liban chính phủ canada đã lên tiếng chỉ trích những cuộc tấn công của israel vào cơ sở hạ tầng dân sự ở phía bắc giải gaza và lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc tại liban UNIFIL, đồng thời yêu cầu tel aviv chấm dứt ngay lập tức những vụ việc như vậy tuyên bố của chính phủ canada cho rằng tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ ở gaza là không thể chấp nhận được Lực lượng Houthi ở Yemen vừa qua đã đe dọa trừng phạt Mỹ vì đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào các khu vực do lực lượng này kiểm soát ở Yemen, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các tàu trên các tuyến vận chuyển quốc tế. Ông Nasruddin Amer, một quan chức truyền thông của Houthi nói rằng Mỹ sẽ trả giá nếu tấn công các khu vực của Houthi ở Yemen và rằng Mỹ đang cố gắng gây áp lực để lực lượng dân quân này ngừng tấn công các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ và Biển Ả Rập. Lời đe dọa của Houthi được đưa ra sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Sencom cho biết, quân đội Mỹ đã thực hiện một loạt cuộc không kích vào các cơ sở lưu trữ kiên cố dưới lòng đất ở Yemen, nơi Houthi cất giấu tên lửa và các vũ khí khác được sử dụng để tấn công các tàu trên các tuyến đường vận chuyển quốc tế. Các cuộc không kích của quân đội Mỹ lần đầu tiên sử dụng máy bay ném bom tàng hình tầm xa B-2 Spirit nhằm làm suy yếu sức mạnh quân sự của Houthi và buộc lực lượng này phải ngừng đe dọa lực lượng hải quân Mỹ và quốc tế cũng như các tàu thương mại. Sencom cho hay, các cuộc không kích được thực hiện nhằm làm suy giảm khả năng của Houthi trong việc tiếp tục các cuộc tấn công vào các tuyến vận tải thương mại quốc tế cũng như là vào các nhân viên và tàu thương mại của Mỹ ở Biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandeb và Vịnh Aden. Kể từ tháng 11 năm 2023, Houthi đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo, thiết bị bay không người lái và tàu không người lái vào các tàu hải quân và tàu thương mại quốc tế ở Biển Đỏ và các vùng biển khác ngoài khơi Yemen. Lực lượng dân quân này đã đánh chìm hai tàu và buộc các công ty vận tải quốc tế phải tránh biển đỏ và chọn tuyến đường dài hơn, tốn kém hơn qua mũi hảo vọng ở miền Nam Châu Phi. Houthi tuyên bố chỉ tấn công các tàu có liên hệ với Israel và những tàu đi đến Israel như một biện pháp để gây áp lực buộc Israel chấm dứt xung đột ở giải Gaza. Theo DVK của Đức, cho đến nay dường như không có gì có thể ngăn cản được Houthi. Ông Mike Knight nice tại Viện Chính sách Cận Đông Washington đánh giá, Houthi mạnh hơn, thành thạo hơn về mặt kỹ thuật và là thành viên nổi bật của trục kháng chiến so với giai đoạn đầu xung đột chục kháng chiến bao gồm các nhóm vũ trang ở Gaza, Liban, Iraq và Yemen được Iran ủng hộ và có quan điểm phản đối Israel, Mỹ. Ông Knight phân tích, có thể nói Houthi đã vượt qua năm xung đột mà không phải chịu thất bại lớn. Trong một bài phát biểu gần đây, thủ lĩnh Houthi ở Yemen đã tự hào công bố số liệu của lực lượng này trong năm qua. Houthi kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen nhắm mục tiêu vào 193 tàu thuyền và phóng hơn 1.000 tên lửa cùng thiết bị bay không người lái vào đối thủ của họ, bao gồm cả Israel. Lãnh đạo Houthi Abdul Malik al-Houthi khẳng định các động thái này nhằm hỗ trợ Hamas và Hezbollah. Vừa qua, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết lực lượng nước này đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen. Được biết, cuộc không kích nhắm vào các kho vũ khí của Houthi bao gồm cả các cơ sở ngầm. Các cơ sở này chứa vũ khí tiên tiến được sử dụng để nhắm vào các tàu quân sự và dân sự ở Biển Đỏ cũng như Vịnh Aden. Theo một trong các quan chức, các cuộc không kích được thực hiện bằng máy bay B2 Spirit, đánh dấu lần đầu tiên Mỹ sử dụng máy bay ném bom tàng hình chiến lược này để tấn công Houthi ở Yemen. Theo đó, B2 là nền tảng lớn hơn nhiều so với các máy bay chiến đấu được Mỹ sử dụng cho đến nay để nhắm vào các cơ sở và vũ khí của Houthi. B2 có khả năng mang tải trọng bom lớn hơn nhiều so với các máy bay chiến đấu. Được mệnh danh là bóng ma bầu trời, B2 Spirit sở hữu công nghệ tăng hình tiên tiến và khả năng vận hành hạt nhân chiến lược, có thể xuyên thủng hệ thống phòng không dày đặc của đối phương để thực hiện các vụ tấn công hạt nhân bất ngờ. Đây là lý do loại máy bay này được coi là một bộ phận cấu thành quan trọng trong bộ ba vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ, gồm máy bay ném bom chiến lược, tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật và tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM. Được biết đây là cuộc tấn công mới nhất trong loạt cuộc tấn công qua lại giữa Houthi và Mỹ, trong bối cảnh lực lượng vũ trang ở Yemen liên tục tấn công các tàu thương mại và tài sản của Hải quân Mỹ trong khu vực suốt nhiều tháng qua. Cuộc tấn công cũng diễn ra khi các quân nhân Mỹ bắt đầu đến Israel sau khi Washington tuyên bố triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, THAAD, để giúp bảo vệ Israel sau cuộc tấn công tên lửa của Iran. Đáng chú ý, mặc dù Mỹ thường phối hợp với Vương quốc Anh để thực hiện các cuộc không kích nhằm vào Houthi, nhưng cuộc không kích mới nhất do Mỹ thực hiện một mình. Nhìn chung, việc Mỹ lần đầu triển khai máy bay B-2 Spirit tấn công lực lượng Houthi là động thái mạnh mẽ nhằm bảo vệ lợi ích chiến lược trong khu vực và củng cố vị thế của mình với đồng minh cũng như các tổ chức đối lập. Quay trở lại với những diễn biến nóng trong xung đột Nga-Ukraine, Thưa quý vị, vừa qua các thước phim về việc quân đội ép phá hủy tổ hợp pháo tự hành của Nga đang được lan truyền. Cận cảnh video cho thấy khí tài của phía Moscow cháy rực và phát nổ như một quả cầu lửa. Vừa qua, pháo tự hành 2S7M manka của Nga đã bị binh sĩ Ukraine thuộc tiểu đoàn hệ thống không người lái Nepesnagara, lữ đoàn cơ giới độc lập số 54 phát hiện. Sau khi xác định tọa độ, phần tử bắn đã nhanh chóng được cung cấp cho khẩu đội pháo binh Ukraine gần đó hỏa lực tới mục tiêu đúng thời điểm một chiếc xe tải chở đạn đến, khiến cả hai phương tiện của Nga cùng phát nổ. Cơ quan báo chí của Lữ đoàn 54 cho biết, có chiếc xe tải chở đầy đạn được dừng đỗ gần tổ hợp pháo tự hành 2S7M Manka, cả hai đã bị phá hủy cùng lúc bởi đạn trùm. Qua clip do máy bay không người lái quay lại, tổ hợp 2S7M Manka nói trên có thể đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc ít nhất là mất khả năng chiến đấu. 2S7M Manka là phiên bản nâng cấp của pháo tự hành 2S7 Pion phát triển từ những năm 1980 và hiện giờ vẫn được coi là một trong những loại pháo mạnh nhất thế giới. Tổ hợp 2S7 gồm một pháo 2A44 cỡ nòng 203 mm đặt trên khung gầm xe bánh xích bọc thép. Khi được biên chế vào năm 1976, 2S7 trở thành loại pháo thông thường có uy lực lớn nhất thế giới. Ban đầu nó có tên gọi là Pion, nhưng sau khi được nâng cấp về khung gầm, động cơ, hệ thống nạp đạn và hệ thống điều khiển hỏa lực vào năm 1983, pháo được đổi tên thành 2S7M Manka. Những cải tiến đáng kể trên phiên bản 2S7 m Manca bao gồm tích hợp động cơ mạnh mẽ, khung xe hiện đại, các thiết bị điện tử mới hơn với hệ thống chỉ thị mục tiêu điện tử và nhận dữ liệu tự động. Ngoài ra, thời gian chuyển từ chế độ hành quân sang chiến đấu của 2S7 m Manca giảm từ 10 xuống 7 phút, cơ số đạn tăng từ 4 viên lên 8 viên, cơ cấu nạp đạn mới cho phép nạp đạn khi nòng pháo ở bất cứ vị trí nào. Cải tiến trên cho phép tăng tốc độ bắn trung bình của pháo tự hành 2S7M Manca lên tới 2,5 viên mỗi phút thay vì chỉ 1,5 viên mỗi phút như trên biến thể cơ bản 2S7 Bion. Thậm chí gần đây, quân đội Nga còn tiếp tục thực hiện gói cải tiến mới trên pháo tự hành Manka. Phiên bản này thực chất phải được gọi bằng tên định danh 2S7M2, mặc dù trong văn bản chính thức không có gì thay đổi. Phiên bản 2S7 mới nhất được nâng cấp sâu về hệ thống điện tử, có thể nhận thông tin về mục tiêu từ vệ tinh, máy bay không người lái, máy bay trinh sát, các đội đặc nhiệm hoặc trinh sát pháo binh hoạt động bên trong lòng địch trên chiến trường Ukraine, 2 S-7 m Manka là phương tiện chủ lực của pháo binh Nga nhằm chống lại các hệ thống pháo tự hành 155mm được phương Tây viện trợ lực lượng vũ trang Ukraine khi chỉ có vũ khí này có tầm bắn tương đương và hỏa lực đủ để áp đảo. Cách đây ít hôm, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecunu cho biết tổng viện trợ dành cho Ukraine trong năm 2024 sẽ chỉ vào khoảng hơn 2 tỷ euro, thấp hơn con số đã cam kết là 3 tỷ euro theo thỏa thuận an ninh song phương Pháp Ukraina ký đầu năm nay. Ông Sebastian Lekunu cho biết khoảng 300 triệu euro trong tổng số tiền viện trợ sẽ đến từ các nguồn lợi thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Số tiền này sẽ được dùng để mua đạn dược, nhất là các đầu đạn 155mm, pháo tự hành sơ xa và nhiên liệu cung cấp cho Ukraina. Ngoài ra, Pháp sẽ hỗ trợ Ukraina mua trực tiếp vũ khí từ các tập đoàn công nghiệp của Pháp và được hưởng các khoản hỗ trợ ưu đãi từ Quỹ Hòa bình châu Âu. Ông Sebastian Lecuno nhấn mạnh sẽ mua sắm các loại vũ khí mới như xe bọc thép VAB hoặc xe tăng AMX-10RC, thay thế cho lô vũ khí cũ đã được chuyển giao cho Ukraine. Đặc biệt, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecuno mới đây công bố trên mạng xã hội X về thành công trong việc thử nghiệm loại đạn điều khiển từ xa đầu tiên của nước này, hay còn gọi là máy bay không người lái Kamikaze, để củng cố cam kết hỗ trợ các đồng minh, trong đó có Ukraine sự phát triển này không chỉ thể hiện bước tiến đáng kể trong chủ quyền quốc phòng của Pháp mà còn củng cố cam kết hỗ trợ các đồng minh, đặc biệt là Ukraine trong bối cảnh xung đột hiện tại với Nga. Ngoài ra, máy bay không người lái UX-11 còn mang tên Colibri của Pháp cũng hứa hẹn sẽ là một công cụ mạnh mẽ cho các nhiệm vụ chiến đấu tầm ngắn. Với khả năng triển khai trong chưa đầy 5 phút, Colibri có khả năng nhắm mục tiêu chính xác vào các đối tượng như bộ binh và xe không bọc thép của đối phương. Thiết bị này có thời gian bay lên tới 45 phút và có thể hoạt động trong phạm vi liên lạc 25 km, đồng thời truyền dữ liệu mã hóa hoàn toàn. Đặc biệt, Colibri có khả năng hoạt động hiệu quả trong các khu vực bị xâm phạm GPS, mở ra giải pháp linh hoạt cho các tình huống tranh chấp. Sự phát triển của Colibri chỉ là một phần trong nỗ lực hỗ trợ của Pháp đối với Ukraine. Kể từ năm 2022, Pháp đã cung cấp hàng trăm máy bay không người lái và thiết bị quân sự khác với tổng giá trị lên tới hơn 3,8 tỷ euro nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động ngày càng tăng của Kiev trước sự xâm lược của Nga. Thêm vào đó, Pháp tham gia vào liên minh máy bay không người lái do Latvia và Vương quốc Anh dẫn đầu với mục tiêu cung cấp 1 triệu máy bay không người lái cho Ukraine nhằm cải thiện khả năng giám sát, tấn công mục tiêu mặt đất và tác chiến điện tử Pháp không ngừng nghiên cứu và phát triển các loại máy bay không người lái kamikaze như Colibri với mục tiêu không chỉ hỗ trợ lực lượng Ukraine mà còn nâng cao khả năng chiến đấu của chính mình. Những máy bay không người lái này được thiết kế để tấn công nhanh chóng và linh hoạt, tối ưu hóa khả năng phòng thủ cho các hệ thống phòng không của đối phương. Bằng cách trang bị cho Ukraine những công nghệ tiên tiến với chi phí hợp lý, Pháp đang góp phần vào chiến lược tiêu hao nhằm vô hiệu hóa các đơn vị Nga. Dù đã tiếp nhận nhiều chiến đấu cơ F-16 từ phương Tây, nhưng Ukraine vẫn chưa điều những máy bay này tham gia các trận không chiến với máy bay của Nga. Tờ Newsweek đưa tin, Ukraine đang tạm thời hạn chế sử dụng các máy bay chiến đấu F-16 mới được chuyển giao trong các hoạt động tấn công chống lại lực lượng Nga. Thêm vào đó, không quân Ukraine sử dụng những máy bay này để bổ sung cho năng lực phòng thủ nhằm chống lại tên lửa và máy bay không người lái Nga, giảm áp lực cho các hệ thống phòng không trên mặt đất. Ông David Jordan, một lãnh đạo của Viện Hàng không và Vũ trụ Freeman tại Đại học King's College London, Anh cho biết mặc dù những đóng góp của F-16 trên tiền tuyến còn khiêm tốn, nhưng nó sẽ rất hữu ích cho các hoạt động của không quân Ukraine trong tương lai. Ông lưu ý rằng trước mắt Ukraine nên sử dụng số máy bay F-16 hiện có để phòng thủ, giải quyết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa trong khi chờ đợi các đợt giao hàng tiếp theo, đồng thời tạo điều kiện để các phi công làm quen với máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư này. Ông Jordan nói thêm, Ukraine có thể đang sử dụng các máy bay phản lực thời Liên Xô như Su-24, Su-25 và MiG-29 để tiến hành các hoạt động tấn công, trong khi những chiếc F-16 tạm thời ở phía sau. F-16 có khả năng thực hiện những cuộc tấn công tầm xa, nhưng thời điểm này Ukraine nên bảo toàn F-16 và để các máy bay phương Tây này cho giai đoạn sau. Ông James Black, Phó Giám đốc Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh tại chi nhánh châu Âu thuộc Tổ chức Nghiên cứu RAND, cũng đưa ra nhận định tương tự. Việc sử dụng máy bay F-16 để phòng không giúp giảm bớt áp lực lên kho hệ thống phòng không mặt đất hạn chế của Ukraine. Theo ông, các loại vũ khí được phóng từ máy bay F-16, chẳng hạn như tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9X Sidewinder hoặc tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120, có thể tiết kiệm chi phí hơn khi sử dụng để chống lại một số mục tiêu đang bay tới. Ngoài ra, một nguyên nhân khác khiến Ukraine chưa thể triển khai chiến đấu cơ F-16 tham gia các trận không chiến với Nga là do gặp khó khăn trong việc đào tạo các phi công. Khi tiếp nhận F-16, các phi công lái chiến đấu cơ F-16 của Ukraine cũng đã phải thay đổi đáng kể cách bay trong một thời gian rất ngắn. Đây là một thách thức to lớn đối với họ khi các cuộc giao tranh ngày càng ác liệt. Ông Michael Bownert, một chuyên gia về chiến tranh trên không tại tổ chức tư vấn Rand cho rằng, các phi công Ukraine buộc phải học lái F-16 trong một thời gian ngắn, khiến họ không dễ dàng vượt qua những thói quen và kinh nghiệm cũ vốn ăn sâu trong nhận thức. Các phi công Ukraine chỉ được đào tạo khoảng 9 tháng tại Mỹ và một số nước châu Âu. Trong khi đó, các phi công phương Tây hầu hết đều được đào tạo trong 3 năm để thành thục kỹ năng vận hành chiến đấu cơ F-16. Nói cách khác, lực lượng không quân Ukraine đang phải trải qua một quá trình chuyển đổi mạnh mẽ, khiến các đối tác quốc tế của họ mất nhiều thời gian hơn để hỗ trợ. Nhìn chung, quân đội Ukraine phải thích nghi với vũ khí và phong cách chiến đấu mới theo các mốc thời gian bất ngờ và kết quả thì trái chiều. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Theo chuyên gia Bonnet, quá trình đào tạo phi công vận hành một loại máy bay chiến đấu hoàn toàn mới rất khó khăn vì nếu có điều gì đó không ổn, họ sẽ quay trở lại các thao tác cũ và cách xử lý tình huống cũ. Điều này có thể khắc phục được bằng cách dành nhiều thời gian hơn trên máy mô phỏng, nhưng quân đội Ukraine có rất ít cơ hội để làm điều này. Theo tờ Kiev Post của Ukraine, khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 chỉ còn khoảng 3 tuần nữa, mọi sự chú ý đang dồn vào cuộc đua tới Nhà Trắng, nhiều người đều quan tâm đến việc liệu nhà lãnh đạo mới có thể thay đổi chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ hay không. Đặc biệt trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với cuộc xung đột với Nga, các vấn đề liên quan đến chính sách của Mỹ đối với Ukraine trở nên cực kỳ quan trọng. Trong một bài xã luận mới đây, ông Pavlo Klimkin, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã nêu ra những thách thức mà Ukraine sẽ phải đối mặt với vị Tổng thống Mỹ tiếp theo. Ông nhấn mạnh rằng con đường phía trước với Kiev sẽ không dễ dàng. Bất kể ai vào Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025 sau cuộc bầu cử, ông Klimkin đã chỉ ra năm vấn đề chính sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến quan hệ Mỹ Ukraina trong thời gian tới. Thứ nhất, sự ủng hộ dành cho Ukraina không phụ thuộc vào đường lối đảng phái. Ông Klimkin cho rằng sự ủng hộ của người dân Mỹ dành cho Ukraina đã giảm sút khi cuộc xung đột kéo dài. Điều này đặt ra thách thức lớn cho Ukraina trong việc duy trì sự hỗ trợ từ Mỹ nơi mà các vấn đề nội bộ như lạm phát và an ninh biên giới đang chiếm ưu thế. Thứ hai, kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ sẽ đóng vai trò rất lớn. Không chỉ cuộc bầu cử Tổng thống mà cả cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ cũng sẽ có tác động lớn đến mối quan hệ Mỹ-Ukraine. Khi một phần ba Thượng viện và toàn bộ Hạ viện sẽ tái tranh cử, kết quả của các cuộc bầu cử này sẽ ảnh hưởng đến ngân sách và những quy định chiến lược liên quan đến hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông Klimkin nhấn mạnh rằng Ukraine cần phải đảm bảo rằng việc hợp tác với tổng thống tương lai và chính quyền Mỹ không bị coi là thiên vị chính trị. Thứ ba, Mỹ đang chuyển hướng tập trung khỏi châu Âu, một thực tế không thể phủ nhận là Mỹ hiện đang quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề nội địa như lạm phát và nhập cư thay vì các cuộc xung đột ở nước ngoài. Ông Clinton nhận định rằng dù ứng cử viên nào thắng cử thì ít người Mỹ hơn sẽ quan tâm đến các vấn đề châu Âu. Thứ tư, ông Trump và bà Harris có chiến lược không rõ ràng để giúp Ukraine. Các ứng cử viên tổng thống hiện tại Donald Trump và Kamala Harris đã có những quan điểm khác nhau về cuộc chiến ở Ukraine. Cựu tổng thống Trump tuyên bố rằng ông có thể chấm dứt xung đột ngay cả trước khi trở lại Nhà Trắng, trong khi bà Harris tỏ ra ủng hộ Ukraine nhưng né tránh các câu hỏi cụ thể. Thứ năm, không ứng cử viên nào hiểu được cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Dù đã có một lịch sử lâu dài với Ukraine, cả Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump đều dường như không nắm bắt rõ ràng về cách thức cuộc chiến đang diễn ra. Ông Klimkin nhấn mạnh rằng chính quyền ông Biden đã có những đánh giá sai về Kiev trong một số tình huống quan trọng. Tóm lại, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 này sẽ có ảnh hưởng lớn đến chính sách của Mỹ đối với Ukraine. Trong khi Mỹ đang đối mặt với nhiều vấn đề nội địa, Kiev cần phải nỗ lực hơn nữa để đảm bảo sự ủng hộ từ Washington thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại